Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh gắn biển công bố cây bồ đề 132 năm tuổi tại buôn Giang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là cây di sản Việt Nam. Cây bồ đề có tên khoa học là Ficus religiosa, thuộc họ dâu tằm Borage. Cây có 9 thân, chiều cao gần 29m, đường kính 2,7m, tán tỏa bóng mát gần 30m2. Theo một số già làng, cây bồ đề 132 năm tuổi này là do nhà sư từ Bắc Xế của nước bạn Lào mang đến trồng tại buôn Giang Lành. Trước đó, tháng 3 năm 2014, Tổ chức Kỷ lục Châu Á, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho cây bồ đề 132 năm tuổi là cây được trồng lâu năm nhất trên vùng đất Tây Nguyên.